Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị Phần tiếp theo của bộ truyện giả thiên của tác giả Ngô Biển Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện Hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc Cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện Khi ấy trên đỉnh Chuyết Phong, cửu giao thiên không ngừng phóng to, hóa thành chín tòa bình đài. Trên có quỳnh lầu ngọc điện, mây tía lợn lờ vô cùng huyền ảo. Đi nhận ngu chậm rãi bay lên, rồi được một cố lực lượng cuốn lấy, tiến vào trong những cung điện huyền ảo này. Trên đỉnh núi vô cùng vắng lặng và yên tĩnh, giống như đang hình thành một thế giới mới. Đạo và lý đang đan xen trong quá trình đó. Vạn vật hiển lộ toàn bộ, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hình thành một quá trình tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Khi mới bắt đầu thì phồn hoa như gấm, xanh mướt như ngọc, nhưng về cuối quá trình thì cây cối điêu linh rồi trở về với cát bụi, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Diệp Phạm đứng ở trên đỉnh chuyết phong khổng nhúc nhích. Trong đôi mắt hắn có một quá trình từ sáng lạng tới quạnh hưu, từ đông đúc tới trống vắng, giống như một quá trình đang diễn biến, quy luật từ phồn thịnh tới suy tàn quy tích thiên địa như phảng phát hiện lên tạo thành một quy tắc và trật tự thâm ảo biến thành những văn hoa và đồ án thần bí chuyết phong đang trở về thời vốn có của nó nó đang diễn hóa đạo và lý cả ngọn núi như một bộ kinh thư phải cần hòa nhập tâm hồn vào nó mới có thể thấy được quá trình sinh diễn biến hóa này diệp phàm không phải lý nhược ngu hắn mới tới chuyết phong được hơn nửa tháng hắn không rõ những căn cơ và lai lịch của ngọn núi này cho nên rất khó hòa nhập tâm hồn vào đó Nhưng mà trong lòng của hắn lại có hạt bồ đề đoạt được ở đại đội âm tự. Trong đó ẩn chứa đồ án đạo lý trời sinh, hiển thị quá trình sinh diễn của tự nhiên, làm cho tâm hồn hắn thanh tĩnh tới vô cùng. Bồ đề là ngộ đạo thánh thụ trong truyền thuyết, được gọi là trí tuệ thụ, có thể giúp con người khai mở thần tính, ngộ được đại đạo của trời đất. Nó là một trong những vật bất phạm nhất. Lúc này, Diệp Phàm có hạt bồ đề thần bí hỗ trợ. Hắn đã thực hiện được biện pháp quá trình dung nhập đạo pháp tự nhiên và trong hoàn cảnh ấy. Tâm cảnh cũng biến hóa như những cây cỏ xung quanh, từ tốt tươi tới tàn úa. Đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược chuyết. Những âm thanh kỳ lạ cứ vang vọng trong không gian. Lê Nhược Cú ở trong cung điện ngồi im, không nhúc nhích, yên lặng như bàn thạch, lắng nghe thiên âm kỳ diệu. Truyền thừa ở Chuyết Phong đã đoạn tuyệt hơn 500 năm. Bây giờ huyền Pháp lại tái hiện. Cánh cửa bước vào đạo đã được mở ra. Vô số đạo lý kỳ diệu cũng được hiện thị. Chẳng có thần lực quyền tuyền phun trào từ dưới mặt đất, cũng không có điểm lành từ trên trời hạ xuống. Chỉ có một loại truyền thừa giản dị, một loại đạo vận đang lưu chuyển một cách tự nhiên. Trong lòng của Diệp Phàm đang biến hóa kỳ dị, đang dùng nhập hoàn toàn với Chuyết Phong. Lý Nhật Ngu có thể cảm nhận tất cả Hắn cũng có thể lắng nghe mọi thứ, hạt bồ đề tỏa ra hơi ấm tự nhiên, làm cho tâm hồn của hắn thanh tịnh tới vô cùng. Hóa ra, đây không phải là tiên thuật truyền thừa gì cả, mà là tâm pháp căn bản của Chuyết Phong. Một trong cẩu bí, không phải là huyền pháp tu hành, nó là một loại bí thuật, nếu kết hợp với tâm pháp truyền thừa của Chuyết Phong thì sẽ phát huy được một loại sức mạnh thần bí và khó lượng. Tâm pháp truyền thừa của Chuyết Phong chính là cơ sở của mạch này chỉ có nắm giữ phương pháp tu luyện này thì bản thân mới có thể trở nên cường đại và phát huy hết lại sức mạnh bí thuật. Một trong cửu bí cũng là tuyệt thế bí pháp. Một khi được vận khởi sẽ ngẫu nhiên phát động, có thể phát huy chiến lực cao gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đây chính là bí pháp tuyệt thế mà các thái cổ thế gia và thánh địa thèm đỏ cả mắt. Không có tầm pháp, không có chiều thức, vẹn vẹn chỉ có chín loại bí thuật nếu như có thể hợp nhất được nó, thì cho dù là cổ kinh ở đồng hoàng cũng không sánh được, từ đó mới biết được nó có giá trị lớn tới mức nào. Tầm pháp cơ sở của Chuyết Phong quả nhiên cũng có chút độc đáo, không hổ là một trong truyền thừa mạnh nhất của Thái Huyền Môn. Hơn 500 năm trước đây, chủ phong của ngọn núi này chiến đấu với Thái Thượng Trưởng Lão của Diều Quang Thánh Địa đã đủ để nói lên điều này rồi. Dù đó không thể so sánh với đạo kinh, nhưng cũng rất thần diệu diệp phàm vừa tiếp nhận vừa so sánh hai thứ với nhau tìm tòi nghiên cứu nhưng cái hắn quan tâm nhất chính là một trong cửu bí đây là điều hắn vô cùng mong muốn đạt được đối với hắn nó còn có sức hấp dẫn thậm chí vượt trên cả cổ kinh của cơ gia và thánh địa nếu trong khi đối địch có thể ngẫu nhiên kích phát chiến lược gấp mấy lần thì nó đúng là một đòn sát thủ vô cùng đáng sợ nếu như có thể dẫn phát huyền hoàng nhị khí trên đám tay, rồi lại phát động bí pháp huyền bí, thì sức mạnh sẽ vô cùng kinh khủng. Cho dù người có vô tận pháp bảo, cho dù người có thần thông vô song, thì ta cũng có thể một quyền đấm tan tành. Đương nhiên, việc tăng chiến lược cấp mấy lần này cũng sẽ đồng thời tăng sức mạnh của thân thể lên cực hạn, đồng thời cũng làm tăng các loại thủ pháp, ví dụ như thi triển thần thông, như ngự khí, thậm chí là tốc độ phi hành trong mắt của diệp phàm cựu bí tuyệt đối là vô thượng bí pháp chuyết phong nhất bí này hắn nhất định phải đoạt được đột nhiên có một loại đạo vẫn kỳ diệu bỗng nhiên như lưu truyền nó vô cùng thần bí có thể sanh ngang với tâm pháp huyền bí của chuyết phong nhưng lại có sự khác nhau không có âm thanh nào truyền tới cả mà chỉ có ba động lan tỏa nó là một loại thần vận kỳ dị đang hiện hiện trên đỉnh chuyết phong diệp phàm có cảm giác hạt bồ đề trong lồng ngực mình lại ấm áp thêm vài phần rồi đột nhiên nó rung lên hắn đoán là một trong cửu bí đã xuất thế cho nên hắn không thể nào tiếp tục tham khảo tầm pháp truyền thừa của chuyết phong nữa mà bắt đầu nắm giữ loại đạo vận thần bí này không thể không nói những tiền hiền đại năng của chuyết phong đúng là kỳ bí vô cùng truyền thừa lại không dùng lời nói cũng không dùng chữ viết mà lấy cả một ngọn chủ phong làm kinh thư truyền thừa một trong cửu bí khiến nó có thể vĩnh viễn lưu truyền hậu thế. Thủ đoạn như vậy quả nhiên vô cùng bất phàm. Khắp ngọn núi Chuyết Phong giờ đây tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như nó đang xuyên qua thời không, trở về quá khứ hơn một vạn năm về trước, lại giống như hoang sơn, giã lĩnh, chưa từng có dấu chân người. đồng thời có một cỗ khí tức tự nhiên đang lưu truyền. Trên nhiều ngọn chủ phòng ở phía xa xa, có rất nhiều người đang đứng nhìn những biến hóa kỳ dị của Chuyết Phong có không ít người giật mình kinh hãi. Không có tiền vần đầy trời, cũng không có vạn đạo màu sắc, không có tiền nhạc êm tai, mà lại vô cùng tự nhiên. Chưa tới lúc truyền thừa mà đã làm cho người ta có cảm giác cao thâm vô cùng. Đã từng có một vị tiên hiền đại năng trong thời điểm khai mở được truyền thừa, chiếm được tâm pháp cơ sở và bí thuật của truyết phong. Sau đó, tu luyện được pháp lực ngập trời, có thể so sánh với thượng cổ đại năng mạnh mẽ cường đại tích cực điểm chẳng lẽ lại nói lý nhược ngu cũng sẽ giống như vậy trở thành một vị tiên hiền đại năng thứ hai trong lịch sử hoặc là sẽ tồn tại một khả năng đó là vị tiên hiền trước kia Từ chất cũng bình thường mà lý nhược ngu cũng giống như vậy cho nên mới khai mở được truyền thừa này chăng rất nhiều cường giả ở các ngọn chủ phong xung quanh vừa nhìn về phía truyết phong đã đánh giá bình luận không ít truyền thừa khai mở rất tự nhiên chẳng có chút nào kinh thiền động địa cả. Đúng là rất hợp với cảnh tượng của Chuyết Phong xưa nay. Cũng chỉ có như vậy mới có thể diễn tả hết ý nghĩa sâu xa của cái tên Chuyết Phong. Loại tự nhiên, giản dị này lại vô cùng thích hợp với nó. Rất nhiều cường giả trên ngọn chủ phong khác đều hiền rõ một chuyện. Chuyết Phong sắp sửa quật khởi, đồng thời có thể xuất hiện một vị đại năng thứ hai trong lịch sử. Lý Nhật Cù từ chất thường thường, năm đó có thể trở thành đệ tử Thái Huyền Môn, cũng là do vận khí may mắn. Khi đó không ai nói coi trọng hắn cả. Cũng chỉ cho rằng hắn chỉ là người cố kéo dài hy vọng của Chuyết Phong mà thôi. Không ngờ bản thân của hắn lại có tiên duyên rồi có thể đạt tới thành tựu bất phàm như bây giờ. Nhưng mà sự thật trước mắt lại đập tàn quá khứ. Nếu như Lý Nhược Ngu thực sự bình thường thì có thể bước lên con đường của vị tiên hiền ngày xưa hay sao? Có thể so sánh với thượng cổ đại năng hay sao? Đồng thời nếu mà như vậy thì sức ép của cơ sa và diêu quang thánh địa đền bồn phái này cũng giảm đi rất nhiều. Không chỉ riêng các trưởng đáo của các ngọn chủ phong bị kinh động, mà các vị phong chủ cũng phá quan mà ra, nhìn về phía chuyết phong xa xa. Trong đôi mắt hiện lên những hào quang kỳ dị. Sau đó, trưởng bôn thái huyền môn và các vị thái thượng trưởng đáo, đồng thời các vị tu sĩ giành tiếng ẩn cư ở các sân mạch gần đây cũng xuất hiện phá không đứng trên những đám mây đờ đựng trên bầu trời. Lý Nhược Ngu đúng là không phải người ngu dốt, hắn có thể khắc phục những yếu điểm của mình rồi bước lên con đường của các vị tiên hiền. Tương lai, hắn sẽ là người thủ hộ của Thái Huyền nhất mạch chúng ta. Nếu thực sự hắn có thể trở thành thượng cổ đại năng, thì địa vị của chúng ta tuy không so được với thái cổ thế gia và thánh địa, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu cả. Trường bồn Thái Huyền bồn và các thái thượng trưởng đáo đều tỏ ra rất nghiêm túc. Chuyệt phòng đã quạnh hiu hơn trăm năm, đệ tử thì điêu linh, truyền thừa hôm nay đã khai mở, thì cũng nên chọn những đệ tử kiệt xuất của các con chủ phòng khác đưa tới chuyệt phòng. Trưởng môn Thái Huyền Môn ra một mệnh lệnh như vậy. Khi các đại nhân vật của Thái Huyền Môn ra quyết định như vậy, thì các đệ tử của các tòa chủ phòng bắt đầu nghị luận. Những người hiểu lịch sử của chuyệt phòng thì đã quyết định mình sẽ là người gia nhập một ngọn chủ phong điêu linh trong quá khứ, nay lại bắt đầu truyền thừa, lọt vào trong tầm mắt của mọi người, trở thành một ngôi sao sáng lạ. Trong khi các ngọn chủ phong đang rục rịch, mỗi người bột ý, thì Diệp Phàm lúc này đang cố gắng nắm bắt thần phận. Trong thiên địa phẳng phất như có từng sợi chỉ đàn xen vào với nhau, hình thành nên những quy tắc và trật tự không rõ ràng. Nó diễn biến, hóa thành những lực lượng kỳ diệu, hình thành nên các loại hoa văn thần bí trong hư không. Ở trong mắt hắn bây giờ, chuyết phong không ngừng biến ảo mạnh mẽ. Vạn vật khô héo, cây cỏ điều linh, hóa thành bùn đất rồi lại trở về với bản nguyên, như động lại, như lại tĩnh, giống như là một loại pháp tắc vĩnh hằng đang biến hóa. Từ khi mới nhú mầm mọc rễ, rồi thấm đượm sinh cơ bừng bừng, tốt tươi vô cùng, rồi lại điêu linh suy tàn, trở về với cái ban đầu. Lúc này trong thiên địa, có vô số đạo văn đang tự sinh tự diệt. Trong đôi mắt của Diệp Phàm từ sáng lạng tới u ám, từ chỗ sinh cơ bừng bừng tới chỗ điêu tàn quạnh hiu. Quá trình không ngừng dịch chuyển, tâm hồn hắn đang cố gắng nắm giữ được những hoa văn đang biến hóa, hiểu rõ được những quý tích đang vận động để có thể hòa nhập vào quá trình sinh diện đó. Hắn âm thầm kinh sợ, thán phục, các bậc tiền hiền của truyết phong quả nhiên vô cùng kinh khủng, đem những biến hóa tự nhiên của bí pháp mô khắc lên truyết phong, quả thực huyền diệu tới vô cùng. Lúc này, hắn như đang xe chỉ luồng kim, cố gắng nắm giữ từng ti từng tí một, thu vào trong tâm hồn. Hắn đang cố gắng tới mức cao nhất để nắm giữ truyền thừa của một trong cửu bí. Diệp Phạm yên lặng cùng hòa hợp với hiện đại. Bây giờ, cùng hợp nhất với Tuyết phong, cùng tự nhiên để gột rửa. Dường như hắn hóa thành một tảng đá, một cái cây, một ngọn cỏ và một sợi dây leo. Trên Tuyết phong, hắn cẩn thận từng chút một, đem vô tận thần vận đó khắc sâu vào trong trái tim mình. Cuối cùng, tất cả những cảnh tượng đó đều biến mất. Trên chuyết phong lúc này chỉ còn lại một mầm cây và một nắm bùn đất, hắn như một ngọn gió nhẹ thổi lướt qua. Cái mầm cây tự nhiên xanh biếc, trồi lên từ dưới bùn đất, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Tâm hồn của hắn tĩnh lặng vô cùng, cuối cùng hóa thành một giọt nước rơi vào cái mầm biến trong bùn đất kia. Tâm hồn của hắn hợp nhất với cái mầm cây này, trở thành một trời non xanh biếc tỏa ra sinh cơ bừng bừng bên trên tuyết phong hoàn toàn yên lặng chỉ có một thứ duy nhất trong thiên địa đó là một gốc cây xanh biếc diệp phàm chấn động hai mắt sáng rực rỡ một trong cửu bí đã hóa thành mầm cây in sâu vào trong tâm hồn của hắn từ dưới đất chui lên hóa thành một bầm cây có sinh cơ vĩnh hằng một bí thuật vô thượng mang theo tự nhiên đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ lúc này hắn lại nhìn tuyết phong vẫn là ngọn núi kia, vẫn là dòng suối kia, vẫn là cây cỏ kia, vẫn là tảng đá kia. Chẳng có gì biến hóa đặc biệt, y như trong quá khứ. Hắn như một đám mây lưu động, lại tựa như một cơn gió phi vu, thân hình hắn như mờ ảo đi, vô thượng bí pháp hiện lên trong lòng của hắn, giống như một dòng suối nhỏ, cứ lững lờ trôi qua, trôi qua. Diệp Phạm không nắm giữ được tâm pháp cơ sở của Chuyết Phong, nhưng nắm giữ được một trong cửu bí đã là đủ lắm rồi. Sau nửa ngày nữa, Lý Nhật cố tỉnh dậy, lão đứng thẳng người lên. Toàn thân hắn huyền ảo vô cùng, cứ như hư vô, như xa xôi, lại giống như một đám mây trắng tinh khôi ở trong hư không, cách xa toàn bộ bùi bặm của thế gian. Nhưng mà biến hóa này lại nảy sinh, mây bù tan đi hết, hắn lại trở về bình thường, như một lão nông trong sơn thôn, không hề có một chút thần kỳ nào cả. Trong giờ khắc này, dưới chuyết phong đã tập trung một lượng lớn người, nhưng không một ai dám xông vào cũng không một ai dám bay lên trời cao. Tất cả chỉ yên lặng đứng chờ dưới chân núi. Hầu hết tất cả mọi người đều đến bái sư, có ý định gia nhập vào truyết phong nhất mạch. Lúc này không còn một ai dám khinh thị truyết phong nữa, lại càng không có một ai dám coi nơi này là hoang sơn dã lĩnh, tự tiện đi vào nữa. Hầu hết mọi người đến đây đều là những đệ tử kiệt xuất của những ngọn truyết phong khác, thậm chí còn có những không ít thuộc dòng dõi của những phong chủ khác. Lý Nhật Ngu lặng lặng đứng ở trên núi, không nhìn mọi người ở dưới chân, mà lại đi về phía Diệp Phàm rồi nói, Người là Thái Cổ Thánh Thể. Đúng, chính là ngươi. Người chính là Thái Cổ Thánh Thể, một hạt giống thật tốt đã gieo trên mảnh đất này. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, đối phương không tiếp xúc với khổ hại của hắn, thì làm sao biết được thân thể của mình. Thái Cổ Thánh Thể, quả nhiên bất phàm, kim sắc khổ hại có đan sen lồi điện, chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Lý Nhật Cú bình tĩnh nói một câu. Nhưng ở trong tai Diệp Phạm thì mấy tiếng nói này lại giống như là thạch phá thiên. Hắn có cảm giác lo lắng bất an. Không biết đối phương còn phát hiện bí mật gì nữa không? Khu lục đồng vạn vạn lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn vật mẫu khí và kim thư cũng không tầm thường. Không thích hợp để xuất hiện vào lúc này. Người không cần phải khẩn trương. Ta không có ác ý gì đâu. Lý Nhật Ngu hình như nhìn thấu tâm sự của hắn, cho nên nở nụ cười hiền lành. Diệp Phàm cảm thấy đối phương sâu không lường được. Sau khi lão nhân này chân chính đạt được truyền thừa của truyết phong trong truyền thuyết, thì càng khó có thể suy đoán hơn. Hắn mở miệng hỏi, tiền bối, người làm sao có thể nhận ra? Lúc nãy, ta với người cũng hợp nhất với truyết phong, đại đạo lưu truyền, đường nhìn có thể nhận biết. Đi nhược ngu khẽ mỉm cười, cổ thánh thể đương nhiên là không cần mà tầm thường rồi nếu như có ẩn giấu thì chỉ cần làm cho khổ hại yên tĩnh thì không có cách nào nhận biết được cả trước đây không lâu khi chuyết phong truyền thừa mở ra đại đạo tự nhiên lưu truyền làm cho người ta cũng không thể nào hiểu được nó kỳ diệu ra sao bây giờ linh ngù cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra hắn ta chỉ âm thầm cười rất là hiền lành hai người cùng nhập vào trong đó theo như diệp Phạm suy đoán chắc là trong quá trình đó thần khí trong cơ thể tỏa ra ngoài cho nên lão nhân này mới có thể biết được kính xin tiền bối giữ bí mật giúp ta diệp pham không biết lão nhân này thái độ thế nào với hắn trước đây tuy rằng khá hiền lành nhưng dù sao hai người mới ở chung trong một khoảng thời gian rất ngắn không thể hiểu rõ nhau được người có thể yên tâm được rồi trên thực tế cho tới bây giờ tay cổ thánh thể cho dù bị phát hiện cũng không làm sao cả hiện nay tất cả mọi người chỉ chú ý tới đồng hoàng thần thể mà thôi nhưng mà nếu là bị người khác biết được sẽ cản trở quá trình tu luyện của diệp phàm như vậy thì phiền vức lớn rồi đúng là không đơn giản có thể đem thái cổ thánh thể tu luyện tới cảnh giới thần kiểu đúng là không dễ đi những ngu gật đầu diệp phàm trong lòng đổi sóng đấy mới là điều mà hắn lo lắng Năm giữ thái cổ thánh thể lại có thể thuận lợi tu hành nếu như bị người khác biết được chắc chắn sẽ bị người khác bắt về nghiên cứu. Hắn cảm thấy lão nhân này nhìn thấu nhiều thứ hơn. Bây giờ đối phương giống như truyết phong, trông giống như một lão nhân phổ thông, nhưng lại cao thầm khó dò. Cố gắng đừng để cho thái cổ thế gia biết được chuyện này. Đi nhược Cung nói một câu như vậy. Bọn họ... Diệp Phạm nghe được câu nói này thì tâm thần tập trung cao độ. Thanh địa cùng thái cổ thế gia được truyền thừa từ thời thái cổ, khẳng định có rất nhiều bí mật không thể nào hiểu đổi không cần phải quá lo lắng làm gì. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, thánh thể đã biến thành phế thể. Các thế lực lớn truyền thừa từ thái cổ cũng không còn quá lưu ý. Đồng thời, người trên thế gian đã sớm quên mất nó rồi. Ngày xưa thái cổ thánh thể rực rỡ cổ kim thế gian. Hôm nay, cho dù có thân biết, thì nhiều nghĩa đều là thái cổ thánh thể không thể tu luyện được. Tiền bối có biết vì sao mà thái cổ thánh thể không thích hợp để tu luyện hay là chăng? Diệp Phạm cất tiếng lại hỏi. Đến tột cùng là vì sao như vậy thì thời gian quá xa xưa rồi, cũng chẳng còn mấy ai có thể hiểu rõ được nữa. Lý Nhược Ngu nhìn về phía Diệp Phạm, nói tiếp. Thái cổ thánh thể cũng chưa chắc đã cản trở người tù luyện. Trên thế gian vạn vật đều có chữ duyên. Diệp Phạm nghe vậy gật đầu. Trên thực tế, hắn cảm thấy chẳng có gì cản trở việc tu luyện cả. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới nay, mọi việc vẫn rất thuận lợi chỉ cần người tin tưởng có thể tù luyện thì không có cái gì có thể cản trở người được liên những ngu cảm thán lại nói thể chất của ta rất bình thường và phổ thông nhưng ta vẫn kiên trì đến lúc này cũng được gọi là có chút thành tựu chúc mừng tiền bối đã đạt được truyền thừa của triết phong tù vị tăng tiến rất nhanh diệp phạm tiến lên chúc mừng một câu tù luyện cần làm đến nơi đến chốn không cần đạt được truyền thừa cường đại vẫn có thể tịnh tiến cho dù có huyền pháp thâm ảo tới đâu cũng vẫn phải dựa vào sự cảm ngộ của từng người lý nhược ngu giống như đang chỉ điểm cho diệp phàm lại nói năm xưa khi ta mờ mịt vô tri lãng phí mất mấy chục năm thời gian ở đây tù luyện mới có thể tỉnh mộng được mới cảm ngộ được chân lý của chuyết phong nơi đây dựa theo lời lão nhân nói hắn phải mất gần một trăm năm thì mới có thể hợp nhất được với chuyết phong cảm ngộ được tâm tình của tiên hiền cảm ngộ được đạo lý của Chuyết Phong nơi đây. Cho dù không có được truyền thừa của Chuyết Phong, thì ngoại trừ vô thượng bí thuật, thì lão nhân này còn cảm nhận được các loại đạo lý kỳ diệu mà tiên nhân để lại. Khi cùng với Chuyết Phong tương dung tương hợp, lão nhân này đã cảm nhận được đại đạo tự nhiên. Diệp Phạm nghe lão nhân nói xong, trong lòng hoàng sợ, lão nhân này quả thực quá ghê gớm, đúng là không tầm thưởng chút nào. Cằn cốt cũng thật thông tốt, thậm chí còn có thể nói rất tệ nhưng cũng có thể ở đầy ngộ đạo, cảm ngộ được tự nhiên, lĩnh ngộ được đạo lý kỳ diệu vô thượng. Hôm nay, sau truyền thừa mở ra, Lý Nhược Ngu cũng mở chỉ ấn, ấn chứng được cái gì gọi là đạo lý kỳ diệu mà thôi. Thật sự là không phải người thường. Trên phương diện tù luyện, có đại trí, đại tuệ. Cằn côn không phải là vấn đề. Thân thể cũng chưa chắc đã là vô địch thiên hạ. Lý Nhược Ngu nói với Diệp Phạm như vậy, giống như đang cổ vũ hắn, Thể chất của người đặc biệt, người trên thế gian đều cho rằng đó là phế thể. Nhưng mà ta lại cảm thấy trong sự xa sút lại có sự bất phàm. Hay đói một cách khác là có thể tu luyện thành thái cổ thánh thể. Lý Giờ Ngu nhìn hắn, lại nói, người có nguyện ý gia nhập chuyết phong hay là không? Diệp phàm trong lòng hơi động, lão nhân này rất chú ý tới hắn. Hắn trần chờ nhưng cũng không lập tức trả lời ngay. Ta hiểu tâm ý của ngươi. Lý Giờ Ngu thàn nhẹ, tiền bối, ta nguyện ý gia nhập truyết phong. Không cần phải như vậy đâu. Đi những ngu gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Hiện tại, người tạm thời xem như là một người đệ tử bình thường của truyết phong đi. Đạo của ta và ngươi không thích hợp, lúc nào cũng có thể rời đi. Diệp phàm trong lòng giật mình, hắn cảm thấy lão nhân này khẳng định đã nhìn thấu rất nhiều điều, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiền bối, trên thực tế, Lúc này ta cũng chiếm được một bộ phận truyền thừa của Chuyết Phong. Sở dĩ Diệp Phàm nói như thế vì hắn cảm thấy lão nhân này quá không bình thường. Tốt hơn hết là trực tiếp nói thẳng ra. Ta đã biết rồi. Tinh những gu cật đầu nói. Người chiếm được bí thuật, người có thể tu luyện. Nhưng vĩnh viễn cũng không thể truyền ra ngoài. Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy lão nhân này không giống như bình thường. Sau khi ấn chứng được truyền thừa của Chuyết Phong thì lại trở về như cũ người và ta đều là môn nhân của Chuyết Phong, vậy thì theo ta xuống núi tuyển đệ tử đi. Lý Nhật Ngu không phi hành, từng bước từng bước đi xuống núi, Diệp Phạm đi theo ngay phía sau. Trương Sơn Bồn, tụ tập rất nhiều người, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng chờ ở đây, không dám tự tiện đền núi. Mười mấy đệ tử tinh phong bị Diệp Phạm giam giữ, trong lòng không biết là có tư vị gì nữa. Bốn bọn chúng chẳng có chuyết phong ra gì, nhưng lại thấy vô số đệ tử kiệt xuất của những ngọn chủ phòng khác tụ tập ở nơi đây, thì trong lòng ngổn ngang trầm bối tờ vò. Diệp phàm đi tới khai mở cấm chế trên người bọn họ, để bọn họ xuống núi. Nhưng đến giờ các này, tâm tình mười mấy người này đều dò sự bất định, không trực tiếp xuống núi ngay. Tại huyền môn có môn quy, gia nhập những ngọn chủ phòng khác, thì vẫn còn có một lần nữa lựa chọn cơ hội truyền thừa. Nhưng một khi gia nhập chuyết phong, thì không thể thay đổi từ xưa đã như vậy, nếu đó đã là nói rõ sự kỳ diệu của truyết phong. Đi nhận ngu đi tới trước sơn môn, nhìn qua mọi người rồi nói, các người đều nguyện ý gia nhập truyết phong của ta ư. Nguyện ý? Rất nhiều người trực tiếp lớn tiếng trả lời. Lúc này, đi nhận ngu chẳng có khí chất xuất trần, cũng chẳng có thần vận phiêu giật, vẹn vẹn giống như là một lãng nhân phổ thông ở đồng thôn, làm cho bọn họ rất hoài nghi. Các trưởng lão của những ngọn chủ phòng khác đều tiến lên tham kiến Lý Nhược Ngu. Tất cả đều vô cùng khách khí. Những cường giả này có đôi mắt như điện mà vẫn không nhìn thấu Lý Nhược Ngu. Đương nhiên biết cảnh giới của lão giả này cao thầm khó dò. Trong con mắt của mọi người, chuyện phòng đã quật khởi, đại cục đã được định sẵn. Chúng ta đưa đồ đệ tới, phòng chủ có lệnh, chúng ta phải chờ ở đây, không thể bỏ đi được. Một số trưởng lão có cảm giác không phải. Kỳ thực rất không cần phải như vậy đâu. Lý Nhược Ngu chẳng có chút gì là khí chất cao nhân đắc đạo. Nói tiếp, mỗi người đều có đạo của riêng mình, đạo của Chuyết Phong công hợp với bọn họ. Trưởng giáo cũng đã nói, chỉ là việc tuyển đồ đệ mà thôi, tất cả đều dựa trên sự tự nguyện. Một trưởng lão khác lớn tuổi lại gật gật đầu rồi nói, chúng đệ tử tình nguyện gia nhập Chuyết Phong. Có không ít đệ tử cơ trí tiến về phía trước quỳ lạnh. Diệp Phạm cảm thấy không biết phải nói gì. Mấy hôm trước, Chuyết Phong có thể răng chìm bắt đới. Sau khi Chuyết Phong truyền thừa, thì lại có rất nhiều người đi tới đây. Các người không nên làm như vậy, bởi ta đã là đại đệ tử của Chuyết Phong rồi. Đúng lúc này, có một âm thanh lanh lành êm tai vang lên. Cơ tử nguyện biến mất nhiều ngày, này lại xuất hiện ở đây. Đôi mắt to trong veo như nước, trên miệng nở nụ cười, làm lộ đôi má lốm đồng tiền. Đôi con má vẫn bị xoa như trước, làm cho người khác khó có thể đoán được dùng mạo thật của nàng. Cơ tử Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của Lý Nhược Ngu, lại nói, Lý Tiền Bối, ta đã trở về rồi đây. Được rồi, từ hôm nay trở đi, người sẽ là môn đồ của chuyết phòng ta. Lý Nhược Ngu gật gật đầu đối với nàng. Cơ tử Nguyệt đã vượt qua được rất nhiều khảo nghiệm của Lý Nhược Ngu. Khảo nghiệm cửu dài thiên cũng đã vượt qua, thể chất đúng là kinh người. Ngày đó một lòng muốn ở lại Chuyết Phong. Nếu không có trưởng lão của tình Phong nhúng tay vào, thì nàng với Diệp Phàm nhất định sẽ ở lại đây. Ấn tượng của lão nhân này với nàng rất tốt. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện gia nhập Chuyết Phong. Mấy đệ tử ở Trưng Sơn Bôn lần thứ hai thì lễ. Các người có thể ở dưới Chuyết Phong thể ngộ. Sau nửa tháng mà có lĩnh ngộ thì có thể gia nhập Chuyết Phong. Sau khi Lý Nhược Ngu nói như vậy thì lập tức đi lên núi. Có một số trường lão đi theo hắn. Đúng lúc này, có một trường lão của tình phòng tiến lên, truyền âm nói với Lý Nhược Ngu. Nữ oa kia là đệ tử của cơ gia, ngàn vạn lần không thể truyền thụ đại pháp. Trong vòng mấy ngày kế tiếp, rất nhiều đệ tử của 108 ngọn chủ phong tiến tới nơi đây. Hiện tại bên trong Thái Huyền Môn có đồn đại rằng Lý Nhược Ngu đã lĩnh ngộ được đại đạo tự nhiên. Trong tương lai có thể so sánh với tượng cổ đại năng. Đi theo một sư phụ như vậy thì thành tựu rất khó có thể dự đoán trước được. Trong 108 ngọn chủ phong thì có rất nhiều phong chủ tự mình đón tiếp Lý Nhược Ngu. Đương nhiên, có thể xác định được điều gì đó. Không có lửa thì đảm sao có khói. Diệp phàm không thể nào nghĩ ra được chuyện phòng hoàng vắng cô quạnh mà hôm nay đại náo nhiệt như vậy. Không khỏi khiến cho người ta cảm thán. Trong thế giới tu luyện thì mạnh hơn thế giới phạm tụng rất nhiều. Cơ tử Nguyệt trầu rĩ không vui. Lão nhân Lý Nhược Ngu từng trực tiếp đến hỏi nàng xem nàng có phải là đệ tử cư gia hay không. Nàng không còn cách nào không thể thừa nhận. Lão nhân cũng rất thẳng thắn. Sau khi nàng thừa nhận, thì nói luôn rằng không thể truyền cho nàng vô thượng bí pháp kia được. Tiểu Mao hải người đúng đã học được bí pháp kia ư, ta không tin. Cơ tử nguyệt đôi mắt to liếc xéo diệp phàm, trong bộ dáng rất tươi cười ngọt ngào, rất là câu hồn đoạt phách của người ta. Ngày đó khi truyền thừa chuyết phong mở ra, người cũng ở trên núi, sao không có lĩnh ngộ nào được chứ? ta học được một chút đại đạo tự nhiên thôi diệp phàm hăng hắc nở nụ cười nói tiếp người có thể mang hư không cổ kinh tới trao đổi thích ăn đòn sao cứ tử nguyệt nhằn cái mũi ngọc tình xảo bắt đầu mài răng nàng đang nhớ lại chuyện mình bị diệp phàm bắt làm tù binh quên đi ta trực tiếp dạy người là được diệp phàm bắt đầu nói về đại đạo tự nhiên bởi hắn không thể dạy nàng bí thuật kia được đi nhờ ngụ lão nhân từng trịnh trọng nói với hắn như vậy sau khi bị nhận ra thân phận, cơ tử nguyệt trông giống như một tiểu tình linh nghịch nghịch, giống như là một con mèo mướp ngọt ngào, phong từ tuyệt thế. Sau khi Thái Huyền Môn biết được thân phận của nàng, đương nhiên là phải cực kỳ bảo hộ, không thể để xảy ra bất ngờ được, bởi nàng cũng sợ cơ bích nguyệt giết tới đây. Rất nhanh sau đó, trên chuyết phòng đã có thêm ba mươi mấy tên đệ tử, đều là do các trưởng lão đưa tới, cho nên Lý Nhược Ngù không tiện từ chối. Cơ tử nguyện rất không cao hứng nàng đi đâu cũng có một số người vây quanh nàng. Xuân Thi đi hai bên, làm cho nàng chịu không nổi phiền phức. Nàng biết sau khi thân phận bị tiết lộ, thì những người này sẽ bám dính lấy mình để tận dụng quan hệ với cơ gia. Đến nước này, Diệp phàm chỉ còn cách trốn tránh nàng, nghiên cứu đạo kinh, tu luyện vô thượng bí thuật. Cơ tử nguyện rất buồn bực, có cảm giác tên gia hòa này đang trốn tránh nàng, còn ác hơn so với những người đi bên trái bên phải của nàng. Tiểu Mao Hải người dám lẩn trốn ta sao? Cơ tử Nguyệt mài răng nanh nhỏ ủy hiếp, chuẩn bị đem Diệp Phạm ra đảm biển đỡ đạn. Diệp Phạm đương nhiên biết rõ, hắn phải biến mất bởi không muốn những đệ tử khác cam thù. Bây giờ, hắn đã có ý muốn rời đi. Hắn muốn đi tìm kiếm vực môn của Thái Huyền Bôn, xem có thể dùng nơi này để vượt qua hư không được hay không. Diệp Phạm lại một lần nữa rời xa Chuyết Phong, tại Thái Huyền Bôn bên trong xoay chuyển hơn nửa ngày. Trên đường đi qua rất nhiều ngọn núi chính, cũng không có tìm được cái gọi là đích vực môn, không biết ở phường nào. Ngược đại, hắn cũng quà một số đệ tử biết được, nếu có công hiến cho môn phái hoặc là đủ số lượng nguyên thì có thể sử dụng vực môn vượt qua hư không. Trên đường trở về Chuyết phong, hắn bị cơ tử nguyệt phát hiện chặn đường đi của hắn. Tiểu Mao hài, mấy ngày nay người xuất quỷ nhập thần có phải muốn bỏ trốn hay là không? Cơ tử nguyện rất tình linh, nàng vô cùng nhạy cảm, lại nói chẳng lẽ nói người chiếm được vô thượng bí thuật đang muốn giấu giếm ta cho nên muốn chạy trốn ư chuyện này không hề có diệp Văn vội vàng phủ nhận ngay nếu mà người dám đào tẩu ta sẽ nói tất cả những bí mật của ngươi cho người khác biết nói thí dụ như yêu đế thánh tâm vạn vật mẫu khí khôn lục đồng thần bí chẳng hạn cơ tử nguyệt cười rất ngọt ngào đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm lúm đồng tiền nhỏ hiện ra vừa đẹp lại vừa sinh động dừng lại Diệp Phạm vội vàng ngăn cản độc kế của nàng. Nếu như bị người khác nghe được, thì quả thực rất to chuyện. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Cơ tử Nguyệt buồn bực ngán ngẩm, nàng bị mấy đệ tử trẻ tuổi của Chuyết Phong dày dừa đến phát sợ, cho nên phải trốn ra tận đây. Được rồi, đi dạo một chút cũng được. Diệp Phạm cùng cơ tử Nguyệt đi xuyên qua rất nhiều ngọn núi to, bây giờ xuyên qua vô số dãy núi tươi đẹp, trong lúc vô tình đi tới tình phong. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc hiện lên trong mắt của diệp phàm Tí tiểu mạn bạch y tung bay mái tóc đen suôn dài như thác nước dùng nhàn thành lệ vóc người yêu kiều thướt tha có thể nói không nhiễm bụi trần xuất trần thoát tục nàng cùng mấy đệ tử tinh phong đang đi tới nơi đây song phương vừa vặn gặp nhau diệp phàm cùng lý tiểu mạn đương nhiên đều trông thấy đối phương không nghĩ lại có thể gặp mặt ở chỗ này bên cạnh cơ tử nguyện nhất thời nhìn thấu sự dị thường nó nhỏ giọng vào tai của Diệp Phạm. Người quen à? Ừ, Diệp Phạm gật đầu. Có phải cửu nhân không? Nếu phải, ta giúp người thu thập nàng. Cơ tử Nguyệt cười nhìn về phía trước. Nàng đã từng đi qua tinh phong, nhưng mà nơi đó đệ tử đồng đảo, có một nhân vô số, không phải ai cũng có thể gặp mặt. Không phải là cửu nhân, người đừng có làm chuyện sang vậy. Diệp Phạm vội vàng ngăn cản, hắn không muốn sinh ra sự cố. Lý Tiểu Mạn hôm nay là tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyển, đương nhiên có thể nghe tới chuyện ở bên này. Cơ tử nguyện cầm tay của Diệp Phàm uyển chuyển đi về phía trước, lại nói, vị tỷ tỷ này sừng hô như thế nào? Mấy người đối diện luôn chú ý tới Diệp Phàm và cơ tử nguyệt, nhất là cơ tử nguyệt linh động vô cùng, có thể xưng tụng là tuyệt mỹ, giống như một tình linh, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Trên núi cao yên tĩnh, mấy nhỏ vờn núi, dây leo quấn cây xanh, nước chảy róc rách, chạy qua đá cuội, vòng qua cổ mộc, cá ở trong suối không chút nào hoảng sợ. Lúc đầu Lý Tiểu Mạn kẽ nhíu mày ngay, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Giang Ngọc xinh đẹp, đứng ở phía trước nhìn về phía cơ tử nguyệt. Ở bên cạnh, mấy tên đệ tử tình phong cũng đồng thời đánh giá cơ tử nguyệt và Diệp Phàm Trong lúc nhất thời, không biết lai lịch của hai người này ra sao. Cơ tử nguyệt tập hợp sự thanh tú của đất trời. Giang Ngọc yêu kiều thuyết tha, dù không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng không được. Tất cả nam đệ tử đều đang nhìn thẳng vào nàng. Nàng trán cao mày ngài, thần thái tự tin, một thân áo tím theo gió phấp phới, linh động, mà lại cao sang, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, khuôn mặt nở nụ cười linh động. Lý Tiểu Mạn rất bình tĩnh, không có mở miệng đáp lại, bên trong đôi mắt đẹp không có chút rung động nào. Đối diện với cơ tử Nguyệt, trên mặt chẳng nhìn ra động tĩnh gì cả. Tỷ tỷ, tại sao lại không nói chuyện chứ? Cơ tử Nguyệt cười khẽ, vươn một cánh tay ngọc tình tế, của của trước mặt của Lý Tiểu Mạn, thuận thế vuốt gò má của Lý Tiểu Mạn một chút, giống như thiếu niên đùa dẫn thiếu nữ, lại nói, đúng là có vài phần tư sắc, ta gặp còn phải yêu. Lý Tiểu Mạn là ai cười chứ? Nàng đến bến bờ tinh không này, quan điểm tư tưởng rất giống với nữ tử ở thế giới này, đương nhiên sẽ không bị dọa, chỉ tỏ ra vẻ kinh dị mà thôi, liền nói, Tiểu muội muội, người có chuyện gì không? Có việc đấy, Mỗi năm nay tuổi mới 17, đoàn tràng tu lệ, chưa lập gia đình. Cơ tử nguyệt tinh thần phấn chấn khẽ cười duyên, vươn bàn tay nhỏ bé đỡ lấy cầm của Lý Tiểu Mạn, nói tiếp. Hôm nay gặp được giai nhân, nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, tái kiến khuyên tâm, gặp lần thứ hai thì dần trọn trái tim, tạm kiến ủng hữu, gặp lần thứ ba thì lại muốn giữ trọn tình. Không còn mong ước gì khác cả. Mỹ đưa đùa dẫn Mỹ nữ, làm cho người ta thích thú, làm cho mấy tên đệ tử tình phòng tiếc hận. Tại sao mình không thể thay thế vị trí của một nàng cơ chứ? Bị người khác nâng cầm, đi tiểu mạn cũng không nhịn được nữa, mà khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng bước liên tục, nhanh chóng tránh về phía sau. Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, kỳ từng ta là nam nhân, là một công tử tào nhã, là một mỹ thiếu niên mặt ngọc, hoàn toàn có thể cưới tỷ được. Cơ tử Nguyệt cởi khẽ nói theo. Diệp Phạm thấy thế vội vã tiến lên đem cơ tử Nguyệt đổi lại. Tiểu nhan đầu này rất tình lình cổ quái, ngay cả hắn còn bị cắn cho suýt chết. Nếu thật sự nàng quân lấy đi tiểu mạn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ta đang dốc người đấy. Cơ tử Nguyệt rất bất mãn, thổi bột hơi vào bên tai của Diệp Phàm Đồng thời, nàng cũng nghiến rằng kèn két. Nhưng mà trong mắt của người khác đúng là có chút ám muội Ở bên cạnh, có một tên nam đệ tử của tình phòng hỏi một cách rất tự nhiên. Không biết hai vị là đệ tử của ngọn chủ phong nào? Mặc dù là hỏi hai người, nhưng hắn chỉ nhìn về phía cơ tử nguyệt mà thôi. Vị tiểu sư bội này trời sinh quyến rũ, giống như hoa sen mới hé nở, lại như hoa lan trong cốc vắng. Ta nghĩ chắc chắn là đệ tử của tinh phong rồi. Một đệ tử khác của tinh phong lại xen vào một câu, dường như hắn biết được chút gì đó. Cơ tử nguyệt lúc ấy không thèm để ý đến, dùng đôi mắt to, lướt xéo lý tiểu mạn. Nhưng mà Diệp Phạm căn bản không cho nàng cơ hội tiến lên, dùng sức kéo nàng về phía sau. Hắn không muốn làm cho Lý Tiểu Mạn hiểu lầm cái gì. Nếu như quá khứ đã kết thúc thì không cần thiết phải sinh sự thêm làm gì. Hắn tiến đến một bước, đối mặt với Lý Tiểu Mạn rồi nói. Không nghĩ tới, chúng ta có thể gặp mặt ở Thái Huyền Môn. Hơn một năm không gặp rồi, không biết người có khỏe không? Rất tốt. Lý Tiểu Mạn thu hồi ánh mắt của ở trên người cơ tử Nguyệt, nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Đúng thật là rất bất ngờ không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở Thái Huyền Môn. Ta nhìn người có chút quen mắt chăng? Một tên đệ tử tinh phong nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đột nhiên kêu lên. Là ngươi, hóa ra là tên khốn ở Chuyết Phong. Ui ui ui, người nói cái gì vậy? Cơ tử Nguyệt bất mãn lườm hắn một cái. Vị này là sư muội không nên tức giận, chớ đến trách tội ta. Người này có ân oán rất lớn với tình phòng chúng ta, xin người không nên nhúng tay vào mấy tên đệ tử tinh phong lập tức xông tới. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía Lý Tiểu Mạn. Mấy vị sư huynh đang sao lại như vậy? Lý Tiểu Mạn mở miệng nói. Đây chính là cái tên già hòa ở Chuyết Phong. Hắn đã đánh bị thương rất nhiều đệ tử tinh phong của chúng ta. Giữa chúng ta có ẩn oán rất lớn. Hắn dựa vào trọng bảo của Chuyết Phong, nhiều lần đã thương đệ tử tinh phong. Hôm nay, chúng ta cần một đời giải thích. Diệp Phàm vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng mà nhìn bọn họ, cứ tử nguyệt mắt to xoay chuyển mấy lần, không lại mở miệng, quét về phía Lý Tiểu Mạn, muốn nhìn nàng xem như thế nào. Chuyện này ta cũng có nghe nói qua. Lý Tiểu Mạn hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm nói tiếp. Người đã thương rất nhiều đệ tử tinh phong, xác thực là không có đúng. Màu ở chỗ này nói lời xin lỗi mấy vị sư huynh đại đi, sau đó thì trở về truyết phong đi rồi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía mấy người kia, nói tiếp. Mấy vị sư huynh các người cảm thấy có được không? mấy người đều không muốn làm mất mặt lý tiểu mạn nhưng cũng không muốn cứ như thế mà buông tha cho diệp phàm liền nói sao lại có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy chúng ta muốn có một lời giải thích rõ ràng tốt tốt lắm cơ tử nguyệt cười hì hì vỗ tay nàng đang muốn thiên hạ càng loạn càng tốt diệp phàm xoay người nhìn bọn họ vài lần nói tiếp ta đã thường những người kia ở chỗ nào đương nhiên là tại Chuyết phong Chuyết phòng là một ngọn chủ phong, bọn họ vô cớ tự ý xông vào, bị trách phạt thì còn oán được ai? Diệp Phạm nhìn bọn họ vài lần, không nói thêm gì nữa. Lý sư muội không phải chúng ta không để mặt muội nhưng muội cũng thấy đấy, hắn cuồng ngạo như vậy. Trước thì đã thường đệ tử của tình phòng chúng ta, giờ lại không chịu cúi đầu nhận lỗi, vậy thì không thể trách chúng ta được. Buồn cười, Diệp Phạm cười nhạo nói, ngay cả là phàm tục thế giới, tùy ý xông vào nhà dân cũng là tội lớn, chứ đừng nói là thế giới tù sĩ xông vào một ngọn chủ phong là một trọng địa truyền thừa sau khi bị đuổi ra ngoài lại còn định nói lý hay sao nếu ngày đó ta mà hạ sát thủ thì phong chủ của các người cũng chẳng dám nói gì đâu thật là cuồng vọng quá mấy tên đệ tử tình phòng cười lạnh nhưng không ai dám lên trước một người trong bọn họ nhanh chóng thối lui bọn họ sợ trên người diệp phàm có cổ bảo của triết phong không những không tóm được người mà còn bị bắt lại dẫm vào vết xe đổ của những người đi trước. Điều này làm bọn chúng rất kiêng kỵ. Không cần biết là như thế nào, người đã thương người là không có đúng. Màu nhận lỗi với mấy vị sư huynh ở đây đi. Lý Tiểu Mạn tiến lên nói như vậy. Người nói như vậy là có ý gì? Diệp Phong ngẩng đầu lên, nói tiếp. Ta đâu có sai gì, thì làm sao phải nhận lỗi cơ chứ? Lý Tiểu Mạn sắc mặt hơi biến đổi, nói tiếp. Ta đang giúp người đấy. Chỉ là con kiến đang bò trên đầu ta, ta thổi nó đi là được, cần gì phải ngươi giúp. Diệp Phạm xoay người nhìn mấy tên đệ tử tình phong, lại nói. Diệp Phàm người thật sự quá cuồng vọng rồi. Lý Tiểu Mạn trầm giọng nói. Ta làm như vậy là đang giúp ngươi, nhưng người... Ta biết người thiền phú dị bẩm, thể chất không giống người bình thường, thế nhưng tình phong cao thủ rất đông đảo. Hay lắm, hay lắm, cơ tử Nguyệt vỗ tay. Nửa tháng trước, Diệp Phong đã từng chỉnh qua một số đệ tử tình phong. Hôm nay chuyết phong cuộn khởi, có Lý Nhược Ngu là một nhân vật cường đại trấn áp, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không có gì kiêng kỵ cả. Cũng chỉ là mấy tù sĩ mệnh tuyền cảnh giới mà thôi. Tùy tiện cũng có thể búng tay bay đi. Chạy được bao xa thì chạy đi, đừng có cản đường của ta. Diệp Phạm nhìn mấy người vây quanh hắn, nói một câu. Hôm nay, người còn muốn đi ư, không thể nào. Những người kia tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi bọn họ rất sợ đối phương lấy ra cổ bảo thu thập bọn họ nhưng đời này chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi còn thực sự là để mời cao thủ trần chính tới đây diệp phàm không thèm để ý bọn họ trực tiếp xoay người đi về phía chuyết phong hắn muốn rời khỏi nơi đây những người chắn đường hắn thì đột nhiên lùi lại không ai dám cản đường hắn diệp phàm cười to rồi nói vừa muốn ngăn cản ta lại e sợ như thế vậy thì không nên nói mạnh miệng như vậy đúng như thế thật không có ý tứ vốn tưởng các người sẽ đánh nhau một hồi, nhưng lại bị dọa thành ra như vậy. Cứ tử nguyệt bĩu môi, giật bật mãn nói thầm. Trên người của người, nếu như không có cổ bảo, thì đã bị đánh một trận rồi. Lúc đó, có thể cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận không? Mấy tên đệ tử tinh phong đỏ mặt tía tai, vô cùng không cam lòng, lớn tiếng quát tháo. Chỉ bằng những con tôm tép nhỏ bé như các ngươi thì ta đâu cần phải dùng cổ bảo. Tất cả các người đều có thể xông lên, chỉ hai nắm đấm của ta cũng có thể đánh cho các người bay lên mây rồi. Diệp Phạm tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Người nếu như không dùng tới cổ bảo, ta với người đánh một trận. Một tên tù sĩ tiến lên. Ta chẳng có cổ bảo gì cả. Nếu không sợ đứt gần gãy xương, thì tất cả các người đều có thể tới đây. Diệp Phạm cười lạnh. Giết! Có người lên ra vũ khí. Một lưỡi huyết đào hóa thành một chuỗi tình quang, chém tới Diệp Phàm đây là bộ đòn rất mạnh của tu sĩ mệnh tuyền vô cùng chói mắt diệp phàm không chút nào để ý cánh tay vùng lên nhẹ nhàng búng một ngón tay khi ngón tay màu vàng chạm vào lưỡi huyết đao cái đào lập tức vỡ vụn vũ khí do tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền tế luyện ra vậy mà lại bị một ngón tay búng vỡ chẳng dùng được một đòn tất cả ở đây mọi người đều thất kinh lý tiểu bản sắc mặt tỏ ra khác thường nàng biết thể chất của diệp phàm vượt xa người thường nhưng không nghĩ đến lại cường hãn đến như vậy. Chỉ bằng các ngươi cũng dám to mồm, muốn ngăn cản ta ư. Diệp Phạm đều đã xuất thủ, thì không thể nào dừng lại như vậy. Tại chỗ có một bóng tàn ảnh lưu lại, thân thể đã buột ra xung quanh. Những người kia đều lấy ra vũ khí, cố dựng xuất thủ. Công, công giết Diệp Phạm không thôi, hỏa quảng lấp lánh, làm cho cây cỏ điêu linh, đôi đá tàn vỡ. Thế nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt, tất cả các loại vũ khí đều nát bấy. Mới chỉ có mấy chiều qua đi, mà những người kia đã lăn đồng ra đất, miệng phun báo tươi, không thể nào dậy được nữa. Diệp Phạm không thèm để ý những người này, một cước một người, toàn bộ đá ra bay mấy người này. Hắn cũng không nhìn Lý Tiểu Mạn, mà nhanh chân đi về hướng Chuyết Phong. Cơ tử Nguyệt cười hì hì theo ở phía sau. Chạy đi đâu, đã thương đệ tử tình phòng của ta, mà lại muốn rời đi như vậy ư. Ừ. Ở trên bầu trời xa xa, có ánh hào quang hiện lên, có mấy bóng người đang bay tới. Một tên bạch y nam tử dẫn đầu, trông rất là oai hùng. Ở bên cạnh có khoảng 5-6 người, xem ra cũng rất bất phàm. Sư huynh, những người bị đá bay bắt đầu tập trung vào một chỗ, trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Bạch y nam tử tù vi rất là bất phàm. Cơ tử Nguyệt nói nhỏ vào tai của Diệp phàm. Bạch y nam tử kia không có tiến lên, người vừa mới gào thét cũng không phải là hắn. Bên cạnh hắn có một người đi ra, ánh mắt hung ác nhìn vào Diệp Phàm rồi nói, Người có dám cùng ta đánh một trận không? Người đang kiều chiến một tiểu tù sĩ mới nhập bồn như ta hay sao? Diệp Phàm cười nói, Ta cũng không làm khó ngươi, cũng không lấy thực lực của tù sĩ thần kiều đỉnh phong dọa ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, đó là ta chỉ dựa vào sức mạnh của thần thể, đối với ngươi ba trưởng, nếu ngươi tiếp được thì chuyện này coi như bỏ qua. Nam tử này đã nói một câu như vậy. Diệp Phàm cười to, nhìn có mấy người ở đây, rồi lại nhìn Lý Tiểu bạn một chút, cuối cùng nhìn thẳng văn nam tử này rồi nói. Được, nếu người đã nói như vậy, ta đương nhiên không thể lùi bước. Tinh Phong dùng tinh thần lực rèn luyện thể phách, một khi đặt đến cảnh giới thần kiều, thân thể sẽ mạnh mẽ vô cùng, người này chắc chắn có chỗ dựa, nên mới tỏ ra tự tin như vậy.